đề cũng như là chúng tôi vẫn sống như bao người đang sống, thắp mặt trời làm trái tim chung sáng, mở cửa đất trời thơm thơm lạ bước đầu ngày, xin bước bước yêu thương. Lời mẹ ru xưa gửi bài ca dao vào giấc ngủ nghìn năm rồi, ôi quen quá lời ru. Ngày hôm nay đất trời đâu xa lạ, mắt ai nhìn mới cả cả hồn tôi. Nghìn yêu thương gửi vào đôi chân nhỏ, hầm 4 giờ trao đổi chỉ yêu thương. Hoa lá vì ai nở nụ cười muôn thuở, đất mẹ hiền đưa tôi đến bao phen. Hoa là nụ cười của đất, em là cuộc tình của tôi, mặt trời là trái tim chung, bình an trong từng hơi thở, bình an trong mỗi con người. Tôi vẫn sống như bao người đang sống, thắp mặt trời làm trái tim chung sáng, mở cửa đất trời thơm thơm lạ bước đầu ngày, xin bước bước yêu thương. Lời mẹ ru xưa gửi bài ca nhau vào giấc ngủ nghìn năm rồi, ôi quên quá lời ru. Ngày hôm nay đất trời đâu xa lạ, mắt ai nhìn mới cả cả hồn tôi. Nghìn yêu thương gửi vào đôi chân nhỏ, hầm 4 giờ trao đổi chỉ yêu thương. Hoa lá vì ai nở nụ cười muôn thuở, đất mẹ hiền đưa tôi đến bao phen. Hoa là nụ cười của đất, em là cuộc tình của tôi, mặt trời
là trái tim chung, bình an trong từng hơi thở, bình an trong mỗi con người. Ta hát bài này cũng dừng lại chút, nhưng mà ta hát bài này cho một người người đó là mẹ ta. Tại vì hôm nay ngày giỗ mẹ ta, mẹ ta rất thích nghe bài này, và bài này ta hát cho mẹ ta khi mà mẹ ta sắp mất. Vậy hôm nay tự nhiên ta hát cái cảm tâm với nhiều mẹ ta. Cái bài này nó hay, bài hát này hay là tại vì nó có nhiều ý nghĩa đó. Nhưng mà ý nghĩa sâu sắc nhất là tình yêu thương. Hôm bốn giờ trao đổi chỉ yêu thương thôi. Bước đầu này xin bước của yêu thương. Thì yêu thương đó là cái đẹp con lại, còn lại cho một đời. Tất cả nó sẽ tăng lên, nó trở về cạn nguyện, nhà cao cửa rộng hơn, tiền bạc nó đều là bạn bè, nhưng mà tình yêu thương là cái gia tài của mình mà mình để lại, để lại cho nó, để lại cho người thân, để lại cho con, để lại mẹ. Mẹ thấy để lại tình yêu thương của mẹ. Mẹ thấy nghèo lắm, nó giàu. Mẹ thấy đời làm lụng lắm. Từ Việt Nam cho tới con đến Mỹ yêu lắm của mẹ. Nhưng mà cuối đời mẹ để lại mẹ. Hai bạn tay trọng. Mẹ nhớ là mẹ đã mất ạ. Chỉ còn 11.000 đô la chưa đủ làm đạo nữa. Nhưng mẹ phải để lại tình yêu thương, mà phải tình yêu thương. Cho nên là sự sống nó quý lắm. Sự sống nó mong manh, nó linh động, nó mong manh, nó chỉ hiện hữu trong một sáng nào. Và khi gia bảo để lại cho sự sống cuộc sống này là tình yêu thương. Và bây giờ có người sống đã bước bất kỳ đi đâu đâu. Cuộc sống nó có nhiều sự ép buộc. Đời sống gia đình nó có nhiều cái khó khăn quá. Cho nên cái tình thương nó mất nhiều. Mình hy sinh cái tình yêu thương cần quý nhất của đời để mình đạt được những cái mà thật sự nó không được, nó tạm bỡ, nó tạm bỡ những cái chuyện này. Cái bài hát đó, tôi vẫn sống giúp bao người đó. Nhưng mà mục đích của tôi là để nuôi tôi như thế. Bước đầu này, xin bước bước như thế. Lên khi mặt trời bị thức thắp lên những cái trái tim của mình. Sở dĩ mình có thể yêu thương nhau được là tại vì khi mặt trời ý thức của mình nó bị tắt đi, mặt trời ý thức của mình nó mơ được, và mình sống theo cái thói quen tâm trí. Nhưng có hai cách sống, một là sống theo thói quen đấy bởi khi bản năng của mình. Còn một cách kia là ý thức, là tình thương, mình biết yêu thương, mình biết trân quý sự sống. Một bên là thêm nghiệp lực, còn bên là thêm tình thương. Nhớ quý vị nhớ tối qua thầy dừng lại ở cái mặt trời trí tuệ đó. Từ cái mặt trời trí tuệ đó nó chiếu lên cái vùng ý thức của mình,
đi luôn sạch. Và hình sạch đó là hình sạch ý thức. Xong rồi là ý thức sẵn có. Sau này xong rồi đến của nó là chánh niệm. Hoặc là mình gọi là tinh thần. Một lời sống bình tĩnh. Tinh thần và bình tĩnh. Và tự nhiên mình chạm đến cái tình như thế. Người nội có câu rất hay ấy, là Hà Nội không vui được đâu. Tại vì kẹt xe quá. Người Hà Nội ấy, không vui được đâu. Mình sẽ chậm lại. Mình sẽ nhanh quá. Mình sẽ nhanh cho nên dễ trượt. Mình trượt quá. Không bắt gặp được sự sống. Không có mặt cho mình và không nhìn rõ người ta sống tương lai. Hà Nội cũng vậy mà Hồ Chí Minh cũng vậy, người ta chạy đi đâu sống nhanh, sống vui, sống chạy. Mà nếu không thì sống chờ đợi. Mình chờ cái gì mà chờ đợi? Nhưng mà những người cô gái mà đang yêu thương ai là chờ đợi gì? Chờ mong mỏi. Một là sống nhanh, sống vội, sống chạy, sống cho lẹ. Hai là sống chờ đợi. Mà cái đau khổ nhất của mình là hai cái khác. Không về được với chính mình. Mình cảm nhận được rằng mình có sự sống. Tôi vẫn sống như bao người đang sống. Như bao người đang sống. Nhưng mà mình sống. Thắp mặt trời làm trại tim chân. Nó có cái trời, mặt trời trí tuệ trong đó. Và nó có con tim trong đó. Tim yêu thương.